Dạ, em ô tô quốc hùng Tân Phú Đồng Nai xin chào cô chú anh chị. Hôm nay tiếp tục quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị mình một dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc ha chị ha. Dòng xe Gamonin 2011 số sàn máy 1.1 anh chị nha. Xe còn rất là liền lạc và rất là đẹp luôn anh chị ạ. Một màu xanh, nhìn xe nói chung là rất là cứng cáp nha anh chị. Biển số là 60A 700062, trong huyện Tân Phú em luôn anh chị ha. Xe còn rất là liền lạc và rất là cứng cáp, từ nội thất và đến ngoại thất còn rất là đẹp. Rồi bây giờ anh chị cùng em xem và tham khảo đối với chiếc xe Gamonin 2011 số sàn máy 1.1 ha. Trong quá trình em quay sơ lược xe thì em xin giới thiệu đến cho anh chị cửa hàng của em nằm tại 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tính từ ngã ba Dầu Giây về hướng Đà Lạt 60 km. Cửa hàng nằm phía tay trái nha anh chị ha. Cửa hàng ô tô Quốc Hùng chuyên mua bán trao đổi ký gửi các dòng xe ô tô con đã qua sử dụng. Anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe hoặc là muốn bán xe thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978548858 để được trao đổi với em nha anh chị nha. Và đồng thời thì bên cửa hàng của em thì xe về bán rất là nhanh, quay lên thì khách hàng lên và xem xe và cũng rất là tin tưởng cho em trai, nên là cũng mua ủng hộ cho em trai rất là nhanh, và số lượng xe để phục vụ cho khách hàng thì không đủ để phục vụ. Thì anh chị nào có nhu cầu thực sự muốn bán xe thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em và gửi hình xe và gửi đăng kiểm và cho em xin một cái giá. Nếu mà hai bên thương lượng được thì em sẽ tới ngay nhà và thu xe trong ngày nha anh chị nhé. Và đồng thời thì em cũng rất là nhiều chi nhánh ở bên Ninh Thuận nè, Nha Trang nè, rất là nhiều chi nhánh. Anh chị nào có nhu cầu ở ngoài đó thì cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ cho người ra xem xe và mua trong ngày luôn, rất là nhanh gọn lẹ anh chị ha. Tại vì trong thời gian này thì nói chung là xe em quay lên là khách hàng đã lên và mua, nên hiện tại cửa hàng còn rất là hiếm xe. Anh chị thực sự có muốn bán xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978548858 để kết bạn Zalo với em và gửi hình xe nha anh chị nhé. Và đồng thời thì bên cửa hàng có hỗ trợ Google Maps cho anh chị. Anh chị nào thực sự muốn lên cửa hàng xem xe và muốn tìm hiểu bên cửa hàng thì anh chị có thể vô Google Maps, nhấn vô là ô tô Quốc Hùng, sẽ hiện cửa hàng của em lên, và anh chị có thể nhấn vô nút chỉ đường nè, sẽ biết từ nhà mình lên đến cửa hàng của em bao nhiêu xa, sẽ theo chỉ đường đi thì cũng rất là thuận tiện cho anh chị nha. Rồi ok, anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng nha anh chị nha. Mình chưa có nhu cầu mua cũng được, mình xem có bạn bè hay là người thân nè đang cần mua xe hoặc là đang cần bán xe thì anh chị có thể giới thiệu qua. Việc mua bán xe thành công anh chị sẽ có tiền hoa hồng từ 3 đến 5 triệu anh chị ha. Rồi ok, mình tiếp tục tiến hành quay trở lại với đối với chiếc xe Gamonin 2011 ha. Đây anh chị, đăng kiểm đến tháng 1 2023 nha, ngày 17 tháng 1 2023, cũng còn khá là dài anh chị ạ. 2011 nha, năm sản xuất 2011. Kính chắn gió thì cũng còn rất là sáng và rất là đẹp luôn anh chị nha. Ở xe nói chung là chủ xe này đi giữ gìn ở xe và rất là thương ở xe, nên là từ nội thất đến ngoại thất thì còn rất là liền lạc và rất là đẹp anh chị ạ. Đây anh chị, những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy nữa ha, cũng còn rất là đẹp luôn ha, còn rất là đẹp luôn. Máy thì máy nổ thì thầm như chó thở luôn anh chị, không nghe tiếng máy luôn. Hiện tại em đang nổ máy và mở đèn cho anh chị xem luôn mà không nghe tiếng máy luôn anh chị ha. Nên anh chị, đèn pha và đèn cản cũng còn rất là đẹp ha, những cái cản đồ cũng còn rất là liền lạc anh chị nè. Đó, mặt nạ da lăng thì cũng còn rất là liền luôn đó, mặt nạ da lăng còn rất là liền lạc luôn anh chị ha. Rồi bây giờ anh chị coi bên này nè ha, đèn cũng rất là sáng và rất là đẹp ha. Đó, đèn cản nè, đèn cản cũng rất là sáng, đèn liếc rồi nha. Dòng này là dòng mẫu mới, phom nó sẽ đẹp hơn anh chị nha. Nên anh chị, mâm thì khá là đẹp, có một bộ mâm khá là đẹp cho xe nha anh chị ha, và thắng đệ nè anh chị ha. Đó, những cái về xe còn rất là đẹp, tại vì nói chung thì dòng
ở huyện Tân Phú thì không có ngập nước hay không có gì hết á, nên về đồ cũng còn rất là đẹp. Rồi ok, giỏ thì nói chung là bốn cái giỏ tới tầm khoảng 6 đến 70% anh chị nha. Mua về anh chị chỉ cần xài thôi, không cần phải làm gì nữa đâu anh chị ạ. Đó anh chị, tay nắm được epoxy ha, chân kiếng được epoxy, che mưa có đầy đủ hết cho anh chị rồi. Chị mua về việc đổ xăng và đi thôi. Xe còn rất là liền lạc, anh chị thấy không? Bên hông của nó nè, rất là liền lạc nè, nước sơn căng bóng, nhìn rất là đã xe ha. Đó, mâm thì bốn cái quả mâm thì cũng y chang nhau, còn rất là đẹp và rất là liền lạc ha. Giỏ thì còn khá là cao anh chị nha. Đó, giỏ còn khá là cao. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành quay cánh cửa này cho anh chị xem nè. Cánh cửa mở rất là khít và đóng cửa rất là nhẹ nhàng anh chị ha. Đây anh chị, mình đóng cửa mình có thể cảm nhận được là nó có độ hít vô nha. Đó, có độ hít vô nha. Đó. Rồi đóng cửa thì mở rất là dễ nha. Và cắp bi, những cái cắp bi vẫn còn rất là đẹp. Cắp bi vẫn còn rất là đẹp và rất là liền lạc anh chị ha. Những cái tay nắm epoxy, đồ cũng còn rất là đẹp nha anh chị nha. Đó. Chung là xe thì đây, những cái điểm tay nắm đồ cũng vậy ha, còn rất là liền lạc và rất là đẹp anh chị ha. Cái đồ nhựa ở đây cũng vậy nè, còn rất là đẹp luôn anh chị nha. Ô đô của nó đi được 198.000 cây anh chị ha. 198.269 cây nha anh chị nha. Vô lăng của nó còn rất là đẹp nè anh chị, không có dấu hiệu bị mòn nha, không có dấu hiệu bị mòn. Và chủ xe cũng đã may một bộ ghế da, còn nhìn rất là đẹp, cái xe còn nhìn rất là đẹp nha anh chị nha. Và có hai miếng ngồi nữa nè anh chị ha, còn hai miếng ngồi nữa cho nó đỡ nóng nè ha. Chung là chủ xe rất là chịu chơi. Màn hình cam lùi có đầy đủ hết anh chị nha. Đó. Rồi cánh cửa rất là ok. Cánh cửa này cũng vậy nè anh chị nha. Cánh cửa này nè, cái đồ nhựa đồ cũng còn rất là đẹp anh chị ha. Đó. Tay nắm epoxy đồ cũng còn rất là đẹp, cái tay nắm đồ cũng còn rất là cứng cáp và rất là đẹp nha anh chị. Giờ một bộ ghế da thì còn rất là sạch sẽ và rất là đẹp ha anh chị ha. Chủ xe có lên đồ lót chân rồi may thảm đồ, nói chung là đầy đủ hết. Anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm gì nữa đâu. Ghế còn rất là đẹp, ghế bọng còn rất là đẹp ha. Cắp bi thì nhìn cái nào như cái đó nha, cái nào cũng còn rất là đẹp hết anh chị ạ. Đó. Sùng chỉ thì đầy đủ hết anh chị nha. Sùng chỉ đầy đủ hết. Nói chung thì xe này thì bên cửa hàng cam kết với anh chị là không bị va chạm cứng đụng nặng và không có thủy kích, không ngập nước nha anh chị nha. Và máy móc thì chạy rất là bốc và rất là êm. Rất là ok. Đây anh chị gạt nước sâu nha. Cái này là kiến, nói chung cái dòng xe bản đủ thì nó luôn luôn tượng trưng một cái kiến có lằn đỏ nè ha. Có quạt nước sâu nè anh chị nha, có quạt nước sâu cho anh chị luôn ha. Rồi ok, cam lùi nè có luôn ha, bóng đèn nè còn rất là liền lạc và rất là đẹp nè anh chị ha. Rồi ok, bây giờ em sẽ mở cái cúp sau lên và quay cúp sau cho anh chị xem. Đây cúp sau nè, bong tán hạng đồ còn nguyên hết anh chị ha. Đây những cái điểm sùng chỉ đồ đầy đủ hết ha. Bên này cũng vậy nè anh chị nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xem sơ lược cái mâm Siku nè, mâm Siku còn rất là đẹp ha. Cái giỏ Siku đồ cũng còn rất là đẹp, còn rất là cao nha anh chị nha, còn rất là cao. Đó. Còn rất là cao, cái đồ nhựa ở đây cũng vậy, còn rất là đẹp ha. Đồ nhựa ở đây cũng còn rất là đẹp. Giỏ Siku cũng còn rất là đẹp luôn. Những cái điểm mà về sau gầm nè, còn rất là đẹp ha. Rồi ok. Cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha, còn rất là đẹp luôn anh chị nha. Đó, còn rất là đẹp, ok luôn. Rồi bây giờ anh chị cùng em tiếp tục tiến hành về bên cánh cửa này ha. Trước khi quay trở lại quay hai cánh cửa sau thì em cũng không làm mất thời gian của anh chị. Em sẽ báo cái giá cho anh chị là đối với chiếc xe Kia Morning 2011 số sàn máy 1.1, xe dòng xe nói chung là rất là liền lạc từ nội thất và từ ngoại thất, còn rất là đẹp. Hiện tại cửa hàng đang chào bán với cô chú anh chị chỉ có 139 triệu thôi, bao anh chị ký bán và rút hồ sơ hoặc là ký ủy quyền xài tiếp tục đều ok hết anh chị nha. Chính chủ ủy quyền cho em, hiện tại là em đang đứng ủy quyền tập đoàn anh chị nha.
đó, tay nắm epoxy, những cái cánh cửa sống nè vẫn còn rất là liền lạc ha. Rồi ok, à bây giờ anh chị cùng em xem cái cánh cửa nè ha, đó cánh cửa nè, xong chỉ đồ nói chung là còn đầy đủ hết, và copy đồ cũng còn rất là đẹp đó, copy đồ cũng còn rất là đẹp, tay nắm mở nè còn rất là liền lạc ha, đó còn rất là liền lạc nha anh chị nha. Rồi à, những cái nách cửa thì không dấu hiệu là mục mọt hay là mục sét anh chị ha, không có dấu hiệu là làm lại nha. Rồi à, ghế thì nói chung thì đẹp mê ly rồi à, từ nội thất từ ngoại thất đẹp hết rồi anh chị ạ. Rồi bây giờ anh chị cùng em xem cái cánh cửa tiếp tục nha. Đây anh chị, cánh cửa này cũng vậy ha, xung chỉ nguyên bản hết, đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó à, copy thì cũng đẹp keng xà beng hết rồi anh chị ha, đẹp keng xà beng hết rồi đó. Những cái copy nói chung không có dấu hiệu bị mòn ha. Đây những cái copy đồ nhựa dưới bàn đạp cũng vậy nè ha, còn rất là đẹp luôn anh chị ạ. À, không nói là copy trên, những cái bàn đạp mấy cái chỗ này người ta hay đi lên xuống mà vẫn còn rất là đẹp mà anh chị ha. Xe nói chung là cứng cáp lắm, có tầm trăm mấy triệu thôi à, anh chị còn ít tiền mua về che nắng che mưa à, cũng khá là ok nha anh chị nha. À, xe rất là ok à, uống cà phê anh chị. Nên anh chị cũ số của nó nè, qua bao năm sử dụng còn rất là sáng và không có dấu hiệu mòn ha. À, tay nắm nè à, thắng tay nè cũng không có dấu hiệu bị mòn anh chị nha. Đó mà cái đồ nhựa ghế đồ cũng còn rất là đẹp ha. Rồi à, anh chị cùng em xem cái vỏ bên này luôn, nó vỏ bên này cũng còn khá là cao ha. Đó nội thất đồ nè à, ghế à, mâm nè còn rất là đẹp nha. Rồi ok à, bây giờ anh chị cùng em xem sơ lược cái gầm xíu nha, xem sơ lược cái gầm xíu anh chị. Cái gầm nữa nè còn rất là đẹp anh chị nha. Đó, không có dấu hiệu mục mọt hay làm lại gì hết anh chị ạ. Gầm còn rất là đẹp. Rồi ok, bây giờ thì anh chị cùng em vô trong nội thất à, kiểm tra sơ lược cái nội thất, độ ngồi rộng rãi của nó, nói chung là dòng xe 5 chỗ thôi nhưng mà ngồi rất là rộng rãi, rất là thoải mái nha. Đó anh chị à, ghế ngồi rất là rộng rãi, một chủ xe may một bộ ghế da rất là mầm mặt, ngồi rất là thoải mái ha. À, máy lạnh thì từ sau xe à, rất là lạnh nha, em đang ngồi đây mà em cảm giác là được lạnh rồi đó. Đó từ ở ngồi sau mình nhìn lên cái xe thì cũng còn rất là liền và nhìn rất là đẹp anh chị ạ. À. Đó. Đó từ cái nội thất qua cái copy đồ ha, còn rất là liền, máy nổ thì rất là thầm, thì thầm rất là ok. Đó, ghế bọng thì đẹp keng xà beng hết rồi anh chị ha. Đó, rồi anh chị nào cảm thấy thích hợp đối với chiếc xe này và cảm thấy hợp túi tiền thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978548858, kết bạn Zalo để em gửi định vị hoặc là gửi hình xe video cho anh chị xem nhé. Rồi đó, ga nè, em đang lên ga nè, rất là êm và rất là đầm nha anh chị nha. Đó, máy lạnh thì mở có một nút thôi là đã rất là lạnh rồi anh chị nha. Cái này mà anh chị mà mở từ lúc 2, lúc 3 là lạnh vút luôn á. Máy lạnh thì khỏi chê nha anh chị ha. Những cái hộc gió đồ đầy đủ hết nè. Đó, đèn ưu tiên nè anh chị nha. Cái này là đèn ưu tiên ha. Đó. À, có màn hình và Bluetooth nghe đồ đầy đủ hết nha anh chị nha. Đó, cam lùi có đầy đủ hết nha. Đó, cam lùi có đầy đủ hết ha. Đó. À, những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy ha, còn rất là đẹp, không dấu hiệu bị mòn hay là bị gì hết nè anh chị nha. Ha, nói chung thì xe này thì cái giá 139 triệu khá là hợp lý cho anh chị nào mà cảm thấy đang ít tiền, cảm thấy thích những cái dòng xe này, anh chị có thể xem và tham khảo nhé. Và lần đầu tiên xem kênh em, cho em xin một nút đăng ký và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị ha. Đây anh chị có kiến cho mình chỉnh điện, cho mình trang điểm và son môi chét phấn anh chị ha. Ok à, bên này cũng vậy nha anh chị nha. À, nói chung là dòng đầy đủ tiện nghi, chủ xe cũng đã dán một cái chừng 3D nhìn như là đẹp xe anh chị ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành về đầu xe và coi cái máy nha anh chị nha, coi cái máy nó sẽ như thế nào, nó êm như thế nào. Đó, copy thì đẹp như thế nào anh chị thấy ha, mình có thể cảm nhận được là copy nó đẹp như vậy thì
chắc chắn là xe đi rất là ít ha. Nếu mà đi nhiều thì nó phải bị mòn, bị chảy xước này nọ kia nha. Nhưng mà cabin này rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Em chạy em cảm nhận được rất là êm và rất là sướng luôn anh chị ạ. À, chỉ có 139 triệu thôi, 4 quả giỏ và mâm, còn rất là đẹp quá xe anh chị ha. Đó, bóng đèn thì sáng chói luôn anh chị nha. À, những cái bóng đèn sáng chói luôn. Rồi ok, à, bên cửa hàng sẽ cam kết với anh chị là giấy tờ pháp lý luôn rõ ràng nha. Và bao anh chị quay đầu trong vòng 1 tháng đô là anh chị thì lộ 10% nếu lấy tiền mặt về, còn đổi xe mức 8% thôi anh chị nha. Và đồng thời thì bên cửa hàng có hỗ trợ cho anh chị, cam kết với anh chị không thủy kích, không cam, không đâm đụng ngập nước bên giấy tờ pháp lý cửa hàng nha. Có giấy cam kết đàng hoàng anh chị ha. Thế anh chị, những cái sùng chỉ đồ nè ha, đầy đủ hết, còn rất là đẹp, cabo còn rất là đẹp. Và những cái bông tán hàng ở đây những cái bông tán hàng ở đây còn nguyên hết anh chị nha. Đó, máy thì nổ rất là êm, máy lộ thì thầm luôn. Đó, em sẽ để cái điện thoại gần gần để cho anh chị nghe nha. Máy nổ rất là thì thầm ha, không có tiếng kêu nha. Đó, máy nổ rất là êm. Đó, nói chung thì dòng xe này thì chạy máy nổ như vậy thì còn gì chê nữa, không có độ rung luôn anh chị nha. Đó, không có độ rung luôn. Đó, những cái đồ nhựa ở đây cũng vậy, còn rất là đẹp anh chị ha, còn rất là đẹp. Bình nó cũng còn rất là đẹp nè ha, thập tiện của nó ha. Đó, bon tán hàng đồ nguyên bản hết, còn nguyên hết. Đó, thạch mô thắng ở trong nha. Đó, kẹt nước của nó nằm ở đây anh chị ha. Và cái đồ nhựa ở đây cũng vậy, cũng còn rất là đẹp anh chị nha, cũng còn rất là đẹp. Đó. Rồi ok, nói chung thì mày quay xong cái máy rồi. Nói chung thì máy thì em du như chó thợ thôi, không có gì mà gọi là rung hay là kêu hết anh chị à. Xe được cái là mình mua dòng xe, mua xe cũ là ưu tiên là một là máy êm, chạy bóc, gầm đẹp, xe không lỗi, là giấy tờ pháp lý là ok, là chuẩn rồi nha anh chị ha. Rồi ok, em sẽ đóng cúp lại. Rồi bây giờ em cũng đã quay xong những chi tiết cần thiết quay cho anh chị mình xem và tham khảo đối với chiếc xe Kia Morning 2011, số sàn máy 1.1, xe đẹp từ trong ra ngoài, liền lạc, bốn quả mâm, giỏ còn rất là đẹp. 139 triệu, anh chị nào cảm thấy hợp túi tiền của mình và cảm thấy thích thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978548858 để được trao đổi với em, hoặc là lên xem xe trực tiếp nha anh chị nha. Và đồng thời thì anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông vô để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng của em về anh chị ha. Anh chị có bạn bè hay người thân cần bán xe thì anh chị có giới thiệu qua cho em, việc mua bán xe thành công em sẽ gửi từ 3 đến 5 triệu anh chị nha. Và anh chị nào đang cần bán xe thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em và gửi hình xe cho em. Hiện tại bên cửa hàng đang cần nhập số lượng xe rất là nhiều, nên anh chị cứ gửi hình xe và giao xe cho em nha. Em Ô Tô Quốc Hùng cũng rất là cảm ơn anh chị đã cùng em đồng hành những mấy lâu nay và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng. Em cũng rất là cảm ơn anh chị và chúc cho anh chị một ngày luôn làm việc thuận lợi và sức khỏe luôn dồi dào, nhất là luôn luôn hạnh phúc bên gia đình anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại nha, bye bye.